Thưa quý khán giả và các đồng chí, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các đồn biên phòng xây dựng, củng cố các chốt biên giới kiên cố vững chắc. Trong đó, chú trọng việc tăng gia sản xuất, đảm bảo lương thực, thực phẩm ngay tại các tổ chốt để đảm bảo đời sống hàng ngày cho bộ đội. Với phương châm, bộ đội đi đến đâu, tăng gia sản xuất ở đó, lực lượng làm nhiệm vụ ở 3 chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới do đồn biên phòng Sa Long quản lý đã tích cực tăng gia sản xuất để đảm bảo nguồn thực phẩm thêm trong bữa ăn hàng ngày. Ngoài làm vườn rau, cán bộ chiến sĩ còn làm được cả chuồng chăn nuôi heo và trồng thêm cây ăn quả, cây bóng mát. Mà chúng tôi là bộ đội mà, đi đến đâu thì sẽ tăng gia đến đó. Là cái này là từ xưa đến giờ rồi, mà chúng tôi tăng gia được là thứ nhất, là chúng tôi bảo đảm rau sạch, cải thiện thêm bữa ăn cho anh em thôi, cái đó thì anh em phấn chấn lắm. Chiều nào anh em cũng hăng hái làm. Hiện nay, trên đoạn biên giới dài hơn 290 km, Bộ đội Biên phòng Kon Tum đã bố trí 70 chốt làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19. Xác định đây là nhiệm vụ lâu dài, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng tích cực tăng gia sản xuất tại các chốt để đảm bảo thêm nguồn thực phẩm hàng ngày cho lực lượng làm nhiệm vụ nơi đây. Nhiều chốt tổ chức đào giếng nước để bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, xây dựng được những vườn rau xanh với đủ loại và chăn nuôi thêm gia súc, gia cầm. Chúng tôi đã quy hoạch được các cái hệ thống vườn rau, gian để trồng các loài cây ăn quả, các cái loài áo cá, chuồng gà, chuồng vịt. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để quy hoạch thành một cái hệ thống của cái hệ thống tăng gia sản xuất ở tại tổ chốt. Cùng với đó, được sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các chốt đã được xây dựng bán kiên cố và có đầy đủ vật dụng sinh hoạt. Được sự quan tâm của Bộ cũng như là của địa phương thì đã kiên cố được 60 năm chốt cố định, bán kiên cố để cho anh em có cái chỗ ăn, chỗ ở, thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch lâu dài. Bằng ý chí và nghị lực của người lính biên phòng, giờ đây tại các chốt đã có những vườn rau xanh mướt, những khu chăn nuôi hợp lý, tạo cơ sở cho bộ đội bám chốt, bám biên lâu dài vì bình yên cuộc sống của nhân dân.